Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Quý vị và các bạn thân mến, ở những video lần trước, chúng ta đã tìm hiểu những thông tin cơ bản về đầu cơ. Vậy câu hỏi tiếp theo là liệu đầu cơ có phù hợp với danh mục của các bạn hay không? Và nếu có thì làm thế nào để các bạn có thể trở thành một nhà đầu cơ thành công? Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những thông tin xoay quanh vấn đề này. Đầu cơ có phù hợp cho danh mục của bạn hay không? Nếu bạn là một nhà đầu tư thuộc nhóm những baby boomer, thì nhiều khả năng đầu cơ là một loại hình nằm trong danh mục của bạn. Theo báo Los Angeles Times, hiện nay những baby boomer gần nghỉ hưu đang cố gắng thực hiện một chiến lược mới. Thay vì sử dụng chiến lược đầu tư thụ động từ tài khoản hưu trí của mình, ngày càng có nhiều nhà đầu tư quay sang đầu cơ với nỗ lực bù đắp các khoản thiếu hụt trong tài khoản hưu trí của họ. Tuy nhiên, theo John C. Bogle, người sáng lập tập đoàn The Vanguard, mọi người nên đầu tư dài hạn. Ông chỉ ra trong cuốn sách Cuộc đụng độ của các nền văn hóa, đầu tư và sự đầu cơ. Đánh bại thị trường chứng khoán là một trò chơi tổng bằng không. Việc cố gắng điều khiển thị trường chỉ bằng quỹ hưu trí, trong khi đa số người giao dịch thất bại là việc làm không khôn ngoan, nhất là khi bạn không còn làm việc. Những người biết lập kế hoạch tài chính tốt cho rằng đầu cơ chỉ thích hợp cho một tài khoản sử dụng tiền, không phải đến từ nguồn tài chính dành cho những nhu cầu sống cơ bản của gia đình bạn. Trước khi đầu cơ, bạn hãy trả hết nợ, đảm bảo tích góp cho quỹ hưu trí hoặc xây dựng cho kế hoạch đại học nếu cần. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là dù bạn chọn cách đầu cơ như thế nào, thì nó cũng chỉ nên là một phần nhỏ trong danh mục đầu cơ tổng của bạn. Học cách trở thành một nhà đầu cơ, nếu bạn lựa chọn đầu cơ là một danh mục của mình, vậy làm cách nào để trở thành một nhà đầu cơ? Mọi kỹ năng đều cần có thời gian để có thể học và làm chủ. Trước khi giao dịch bằng tiền thật, hãy thiết lập một tài khoản demo thông qua một trong những nhà môi giới có khuyến mãi hoặc trang web miễn phí. Học cách thị trường hoạt động và xem các cổ phiếu bạn yêu thích phản ứng thế nào với các sự kiện của thị trường. Bạn hãy xem cuốn sách Làm thế nào để kiếm tiền trong cổ phiếu của William O'Neill, cũng như các tài liệu tham khảo khác. Đây chính là những nguồn tài liệu và lời khuyên thiết thực cho các nhà kinh doanh đầy tham vọng về kinh doanh và quản lý rủi ro. Cuối cùng, hãy xây dựng một cộng đồng các nhà giao dịch mà bạn tin cậy và phân tích giao dịch của họ. Đây là một nguồn tài nguyên có giá trị. Xem xét xây dựng một danh sách Twitter hoặc Facebook của những người giao dịch thành công. Tìm những người giao dịch trong khu vực của bạn và tham gia một câu lạc bộ đầu tư hoặc diễn đàn trader. Tự mình học sẽ hiếm khi tạo ra một kết quả thành công, tận dụng những kinh nghiệm của người khác và đề nghị chia sẻ kiến thức của bạn. Hiện nay, mọi người ngày càng dễ dàng tiếp cận thị trường đầu cơ trên thế giới thông qua cổng môi giới trực tuyến. Lời khuyên của chúng tôi chính là bạn hãy dành thời gian giao dịch với một tài khoản demo mới bắt đầu. Và khi bạn thực hiện giao dịch thành công liên tục trên cả thị trường lên và xuống, chỉ khi đó bạn nên cân nhắc đầu cơ với tiền thật. Ngoài ra, bạn cũng không nên quá phụ thuộc vào Internet và phương tiện truyền thông, bởi việc đầu cơ thành công đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, thời gian và kinh nghiệm. Điều này hầu hết những người ngoài ngành tài chính đều không có. Trường hợp đó, bạn có thể xem xét việc tiếp tục thụ động thông qua cổ tức và tăng trưởng vốn dài hạn. Vậy là chúng tôi đã chia sẻ cho bạn những thông tin bổ ích để bạn có thể cân nhắc rằng có nên chọn đầu cơ trở thành một trong những danh mục của bạn và những bước cơ bản để có thể học trở thành một nhà đầu cơ hay không. Hy vọng rằng những thông tin trên đã giúp bạn tự hoạch định và quyết định những chiến lược giao dịch của riêng mình. Video ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc. Xin chúc quý vị và các bạn có một ngày giao dịch thành công. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.